Chào các bạn, hôm nay chúng ta livestream một cái chủ đề mà rất là thú vị vào những ngày cuối năm để chúng ta chuẩn bị nghỉ ăn Tết âm lịch của chúng ta. Hôm nay mình livestream hơi trễ bởi vì mình cũng mới vừa đi ăn đối với gia đình về, và giờ này là các bạn mới bắt đầu xem, có những bạn đã bắt đầu ngủ rồi. Tuy nhiên không sao, chúng ta rảnh thì chúng ta cứ livestream thôi. Chúng ta chia sẻ hôm nay cái chia sẻ không liên quan tới vấn đề chủ đề về kinh doanh đâu, mà liên quan tới chủ đề về cuộc sống. Và các bạn nào đang xem livestream này thì các bạn hãy cùng nhau giới thiệu về mình, đặc biệt là các bạn giới thiệu các bạn đang ở tỉnh nào, khu vực nào. Chúng ta cùng nhau chào nhau để mọi người cùng biết. Chúng ta có thể chia sẻ cái livestream này về với nhà của chúng ta, với bạn bè của chúng ta để mọi người cùng biết. Chào bạn Trần Khiêm, chào bạn Võ Thị Mỹ Hạnh. Rất là nhiều bạn, có những bạn lần đầu tiên biết mình, có những bạn đã quen biết mình rồi. Chào bạn Quang Mang Hùng. Chào bạn Đinh Đinh, bên kênh YouTube mình thấy các bạn chưa vô chào. Chào bạn Kiều Vi Nha Trang, bạn ở tại Nha Trang. Các bạn giới thiệu về mình. Ok, hôm nay chúng ta chào bạn Nguyễn Thanh Bình. Ok, chào bạn Lê Hữu Luyện. Ok, các bạn rất là tuyệt vời. Bên kênh YouTube các bạn nhớ đăng ký mình. Chào bạn Đoàn Hoài Trung, các bạn nhớ đăng ký vào cái kênh YouTube của mình, bấm vào đăng ký và bấm luôn cái chuông thì mọi người mới mỗi lần mình livestream thì mới theo được. Chào bạn Võ Mỹ Hạnh. Vâng, vậy thì hôm nay chúng ta vào vấn đề chính luôn. Mình khoan chào các bạn ha. Vào chính luôn. Có một điều mà chúng ta về mỗi người chúng ta và một trong số các bạn đều quan tâm, đó là cái mối quan tâm. Dù ai đi nữa thì chúng ta cũng vẫn quan tâm một vấn đề, đó là chúng ta quan tâm cái gì ạ? Chúng ta quan tâm cái gì bạn, đúng không? Bất kỳ người nào, người giàu hay người nghèo, dù người ở đâu trên thế giới này, dù chúng ta có gặp họ ở đâu đi nữa, thì tất cả mọi người đều quan tâm tới một điều, đó là điều gì? Các bạn có thể gõ ra được không ạ? Ok chưa? Và cái điều chính này mà giúp cho mọi người đều làm, họ làm, họ sống, họ có thể là họ chịu đựng, họ cũng có thể là họ trải nghiệm. Và đó là điều gì các bạn nhỉ? Đó là điều gì ạ? Đó là tất cả mọi người đều mong muốn được hạnh phúc. Từ khóa đây là từ khóa hạnh phúc. Tất cả mọi người đều mong muốn được hạnh phúc. Dù bạn có làm gì, dù bạn có là người công nhân, dù bạn có là người đi xe ôm, dù bạn có là người giàu có, dù bạn có làm quan chức, dù có bạn là người làm chính trị, dù bạn có người là đi tu, dù bạn có nhiều tiền hay bạn ít tiền, một điều mà bạn rất là quan tâm đó là gì ạ? Đó là được hạnh phúc. Chào bạn Ai Quốc, bạn nhớ đăng ký cái kênh của mình nhé, nhớ bấm thêm cái chuông nữa. Chào bạn Nam, chào bạn Thu Thủy. Bạn Nam ở Cam Đức, Cam Ranh, tuyệt vời. Mọi người đều mong muốn được hạnh phúc. Vậy thì vấn đề của chúng ta có thể là không giống nhau, cuộc sống chúng ta có thể là không giống nhau, nhưng cái điều mong muốn của chúng ta là như nhau. Tất cả mọi người đều mong muốn như nhau. Tuy nhiên cái chữ hạnh phúc ở đây á là mỗi người có một sự trải nghiệm khác nhau về hạnh phúc, mỗi người có thể là cảm nghiệm khác nhau về hạnh phúc, khác nhau tùy ở mỗi người. Có người có thể là có đứa con là hạnh phúc, có người được ăn cái bánh là hạnh phúc, có người thấy một trận bóng đá thắng là hạnh phúc. Tức là cái cảm nghiệm, cái mong muốn, cái nhu cầu để đạt được cái hạnh phúc trong cái khoảnh khắc hạnh phúc đó, đối với mỗi người là nó hoàn toàn nó khác nhau. Tuy nhiên tất cả chúng ta lại đều giống nhau một cái là chúng ta đều mong muốn hạnh phúc, dù dù đó là cái gì, dù đó là cái khoảnh khắc gì. Thì cái điều giống nhau chúng ta đều mong muốn là chúng ta được hạnh phúc.
Vậy cái vấn đề làm sao để chúng ta được hạnh phúc, cái vấn đề ở đây là làm sao chúng ta được hạnh phúc, đúng không? Ai cũng mong muốn, ai cũng tìm kiếm hạnh phúc, mà làm sao để chúng ta được hạnh phúc nhỉ? Ok chưa? Và thêm một cái chủ đề nữa là hạnh phúc chính là sự biết ơn. Hai cái chữ này nó có liên quan với nhau. Vậy thì nó liên quan tới cái vấn đề gì trong cái vấn đề này? Ok chưa? Nhiều người nói thì hạnh phúc là quá dễ. Khi chúng ta biết ơn thì chúng ta hạnh phúc, đúng không? Khi chúng ta biết ơn ai đó là chúng ta hạnh phúc, hoặc là chúng ta có lòng biết ơn nhiều thì chúng ta hạnh phúc. Vậy thì bạn hãy suy nghĩ lại điều này, bạn hãy suy nghĩ lại đi, có phải nó như vậy không ạ? Thực sự là người hạnh phúc là người biết ơn, hay là chúng ta càng biết ơn là chúng ta có hạnh phúc? Chúng ta phải phân tích ra hai cái góc độ này. Chào bạn Cẩm Loan, chào bạn Văn Vượng. Giữa cái từ biết ơn và từ hạnh phúc, những người thực sự có hạnh phúc là người biết ơn, hoặc là người hạnh phúc là người biết ơn hay không, hay là do họ biết ơn nên là dẫn đến họ có hạnh phúc. Chúng ta phải phân tích ra cái điều này để chúng ta thấy ra được cái gốc gác của nó. Và một cái vấn đề mà mình đặt ra với các bạn là, vậy thì bây giờ chúng ta đặt ra nè, các bạn thấy là có rất là nhiều người, họ có rất là nhiều thứ, đúng không? Họ có rất là nhiều thứ, họ có đủ điều kiện để họ được hạnh phúc, nhưng rốt cuộc rồi họ lại không hạnh phúc. Bạn có nhìn thấy trong xã hội nó như vậy mà. Họ có nhà cửa, có xe hơi, có công ty, có con cái, có rất là nhiều thứ, nhưng mà rồi cuối cùng họ lại không hạnh phúc. Tuy nhiên một mặt khác bạn cũng chứng kiến có những con người họ sinh ra họ gặp rất là nhiều bất hạnh, họ gặp rất là nhiều trắc trở trong cái cuộc sống này, họ gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng họ lại là người vô cùng hạnh phúc. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây nó là cái gì ở chỗ này nhỉ? Họ rạng rồi hạnh phúc, họ vô cùng hạnh phúc, trong khi trước đó họ gặp vô cùng khó khăn. Trong khi bạn thấy có những người sinh ra rất là tuyệt vời, nhưng mà khi hỏi lại thì họ không hạnh phúc. Vậy có rất là nhiều người hỏi là, ồ, cái chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao vậy? Chào bạn Lập Dương Văn, đời thay đổi khi tư duy thay đổi. Ok. Một cái câu ở đây muốn gửi đến các bạn rằng là, một cái lập luận ở đây muốn gửi đến các bạn rằng là, bởi vì tất cả những con người đó họ có một cái từ rất là quan trọng, đó là họ biết ơn. Không phải là hạnh phúc khiến ta biết ơn, mà chính ta biết ơn nó giúp cho chúng ta hạnh phúc. Và mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy, người càng biết ơn, người càng biết ghi lòng biết ơn thì người đó vô cùng hạnh phúc. Chính sự biết ơn nó mang hạnh phúc đến cho cuộc đời của các bạn, chứ không phải cái người hạnh phúc là tự nhiên họ biết ơn. Vậy thì ở đây các bạn thấy cái hạnh phúc nó mang đến sự biết ơn nó như thế nào? Cái sự biết ơn nó mang đến hạnh phúc nó như thế nào? Vậy bây giờ chúng ta có thực sự hỏi một câu là, vậy thực sự là sự biết ơn nó là cái gì và nó diễn ra như thế nào? Hồi nãy giờ các bạn cứ cảm nhận ra được rằng là nếu mà chúng ta càng biết ơn, cái sự lòng biết ơn chúng ta nó càng tốt, nó càng lớn, thì nó mang cái niềm hạnh phúc trong cuộc đời chúng ta nó càng nhiều. Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra tiếp là cái sự biết ơn nó diễn ra như thế nào, và làm sao để chúng ta cảm nhận nó, làm sao để chúng ta hiểu về nó. Vậy thì cái sự biết ơn đó chính nó đi liền với một cái từ khóa, đó là sự trải nghiệm của chính cuộc sống của chúng ta. Cái lòng biết ơn nó đến từ sự trải nghiệm trong chính cuộc sống của chúng ta, tức là chính những cái khoảnh khắc mà chúng ta trải nghiệm trong cuộc đời này
chúng ta trải qua một việc gì đó mà chúng ta rất quý giá về nó, nó như là một cái món quà. Tức là chúng ta sống qua một cái hạnh phúc gì đó, một thứ gì đó, cái khoảnh khắc đó, một cái gì chúng ta trải nghiệm đó, nó rất là quý giá. Nó giống như là cái điều đó được ban tặng cho chôn chúng ta. Chúng ta cảm nhận vậy, chúng ta cảm nhận bằng chính trái tim ta. Nó thực sự là được ban tặng. Tức là nó có hai cái điều. Nó có hai điều. Điều thứ nhất là cái sự trải nghiệm đó nó vô cùng quý giá. Và cái điều thứ hai là nó như một món quà. Hai cái đó nó được cộng lại. Ôi giời, nó phải quý giá và nó hai món quà. Hai cái đó nó được cộng lại trong cái khoảnh khắc đó thì nó như thế nào ạ? Thì bạn sẽ cảm giác đó là sự biết ơn. Tức là bạn không mua nó, bạn cũng không giành giật nó, bạn có cảm nghiệm đó à? Bạn không phải bỏ tiền để bạn mua cái khoảnh khắc, cái món quà đó. Bạn cũng không cố làm để bạn lấy được, để bạn nhận được đó. Và khi hai cái điều này nó đi liền với nhau, thì khi đó bạn nhận ra rằng đó là cái sự tự do trong việc cảm nhận nó như ở trong chính cái con tim của chúng ta. Và ngay cái giây phút đó tự nhiên bạn dâng trào trong chính cái con người của mình. Bạn cảm giác là bạn rất là biết ơn. Bạn cảm giác là cái trái tim của mình nó rất là tuyệt vời. Vậy các bạn có cảm nhận ra điều này? Hai cái vấn đề then chốt nhất đó là cái món quà, cái gì, cái sự quý giá và cái gì, cái khoảnh khắc của sự quý giá đó, và nó là một cái món quà. Thì ngay giây phút đó chúng ta cảm thấy biết ơn. Vậy cái sự biết ơn có phải là thỉnh thoảng nó đến không ạ? Hay là sự biết ơn lúc nó có, lúc nó không vậy thì để giải thích cái này thì chúng ta phải hiểu nó như thế nào Sự biết ơn nó tự nhiên nó đến, hay thỉnh thoảng nó đến, hay là khi chúng ta muốn nó mơ đến mà thực sự là cuộc sống là một sự trải nghiệm. Nó là cuộc sống mà liên tục trải nghiệm vậy thì cái chuyện gì nó đến với ta là cái sự biết ơn nó luôn luôn xuất hiện. Vậy ở đây ý chúng mình muốn nói đến các bạn là chúng ta sống với cái sự biết ơn. Tức là chúng ta có cuộc sống gắn liền với cái chữ biết ơn. Bởi vì biết ơn nó đến từ tâm trong từng khoảng khắc mà. Vậy thì làm thế nào? Cái câu hỏi ở đây là làm thế nào để chúng ta sống với sự biết ơn? Cái câu hỏi ở đây là làm thế nào để chúng ta sống với sự biết ơn? Chứ chủ đề hôm nay là chúng ta nói về sự biết ơn và gì và hạnh phúc. Tại sao mà nói đến cái chủ đề này? Bởi vì tất cả các con người chúng ta sống trên đời này, chúng ta đều mong muốn một điều rất là giống nhau, là chúng ta mong muốn hạnh phúc. Vậy làm gì để chúng ta có hạnh phúc? Vậy thì chúng ta phải có sống với sự biết ơn cao độ. Vậy làm gì để chúng ta có sự biết ơn? Đó là chúng ta phải trải nghiệm trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, xem nó như là một cái món quà quý giá được ban tặng cho chúng ta. Thì tự nhiên cái lòng biết ơn chúng ta nó sẽ có. Vậy chúng ta sống với lòng biết ơn nó như thế nào? Bằng cách rất là đơn giản, bằng cách chúng ta trải nghiệm và để ý và quan sát và lắng nghe và cảm nhận trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Để ý, quan sát, lắng nghe, cảm nghiệm trong từng cái khoảnh khắc của cuộc sống này. Ok, hồi nãy giờ mình chia sẻ cái chủ đề này các bạn thấy có thú vị không ạ? Ok, hôm nay do Tết không có nói về chủ đề kinh doanh, nói về chủ đề cuộc sống một chút xíu. Ok giờ cái khoảnh khắc đó nó, bạn xem nó như là một món quà. Cái khoảnh khắc đó bạn không cố tình để bạn giành lấy nó.
bạn cũng không khiến nó đến với mình bằng bất cứ cách nào. Bạn như thế nào à? Bạn chỉ cảm nghiệm được trong cái khoảnh khắc khắc đó, và tự nhiên nó đến với bạn ngay cái lúc đó, nó vô cùng quý giá. Và ngay lúc đó chúng ta gì như thế nào à? Chúng ta đón nhận được, thì nghĩ là lúc đó chúng ta nó như thế nào à? Bạn Lê Thị Ái Hà luôn luôn có nó khóa học kinh doanh em. Khóa học kinh doanh là diễn ra qua năm suốt tháng mà em. Thì trong cái khoảnh khắc đó chúng ta cảm giác chúng ta biết ơn. Vậy trong cái khoảnh khắc đó nó chứa những cái cơ hội, nó chứa đựng những cái cơ hội ở trong đó. Các bạn không? Vậy thì khoảnh khắc đó như một món quà, và trong món quà nó đều có chứa cái cơ hội, hay khoảng mỗi khoảnh khắc chính là một món quà quý của cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta cảm nghiệm ra được cái điều này thì chúng ta rất là dễ hạnh phúc, bởi vì mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống, mỗi trải nghiệm trong cuộc sống nó như là một món quà vậy các bạn ạ. Nó như là một món quà vậy đó. Ok chưa? Và món quà nó chứa trong đó những cái cơ hội. Vậy thì chúng ta thấy là trong cái món quà đó nó có những cơ hội, những cái cơ hội đó nó đến với cuộc đời của chúng ta. Vậy thì các bạn thấy là cơ hội nó có. Vậy thì có nhiều người mới nói rằng là cơ hội chỉ đến một lần trong cuộc đời. Nhiều người chỉ nói như vậy, nhưng mà thật sự nó không phải. Cơ hội nó có liên tục, bởi vì mỗi khoảnh khắc nó xuất hiện liên tục, nên cơ hội đến liên tục. Cái còn lại là chúng ta đón nhận những cái cơ hội đó. Nếu mà cơ hội này đi qua thì cơ hội khác lại đến, và chúng ta luôn đón nhận những cái cơ hội đó. Bạn đăng ký thì bạn add cái số Zalo 0937939598, bạn inbox vào cái số Zalo đó nha. Bạn Lê Thị Ái Hà 0937939598, bạn add cái số Zalo đó, bạn làm việc với cái số Zalo đó nha các bạn ha. Cơ hội nó không phải đến trong cuộc đời chúng ta một lần, mà nó xuất hiện liên tục. Nếu mà bạn trượt mất cái cơ hội này thì bạn lại tiếp tục đón cái cơ hội khác. Hồi nãy mình đã nói với các bạn rồi. Món quà đó chính cơ hội, mà món quà đến trong cái từng khoảnh khắc. Nên là chúng ta được ban tặng cơ hội liên tục. Cái quan trọng ở đây là bạn biết nắm bắt nó ngay lúc nào, thì tự nhiên bạn biết ơn ngay lúc đó, và cái cuộc đời của bạn sẽ được hạnh phúc khi bạn thực sự biết ơn ngay cái lúc đó. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái đôi tay của bạn có cơ hội nắm bắt cái sự hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Bạn có cơ hội nắm bắt từng cái khoảnh khắc đó. Bạn để cho nó vượt qua thì nó sẽ đi qua, và bạn biết cách bạn nắm bắt nó thì tự nhiên cái khoảnh khắc đó bạn đạt được. Và tự nhiên bạn có nó. Bạn có nhận ra điều nào mà vậy thì ý ở đây mình muốn nói bạn là chúng ta không thể biết ơn về tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Chúng ta không thể biết ơn bạo lực, chúng ta không thể biết ơn cho chiến tranh, chúng ta không thể biết ơn những ai đó phản bội mình, chúng ta không thể biết ơn những cái sự áp bức hay bất lộ. Không phải mức độ cá nhân, chúng ta không thể biết ơn vì đã mất đi một người bạn, chúng ta không thể biết ơn vì một cái sự phản bội gì đó, một cái sự đau thương mất mát gì đó. Nhưng ok chưa, ở đây ta không nói là ta biết ơn tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, nếu một cái góc độ khác, chúng ta biết đứng dậy, chúng ta biết đứng dậy trong từng khoảnh khắc đó, nếu chúng ta nhận ra và chúng ta biết đứng dậy và chúng ta vượt lên trên những cái khoảnh khắc ấy, thì đó chính là cơ hội để bạn đối mặt, để bạn lớn lên qua những cái cơ hội khó khăn trong cái cuộc đời đó, và nó giúp cho bạn trưởng thành hơn. Thì
những cái khoảnh khắc đó, những cái khoảnh đau thương đó, nó lại là một cái cơ hội để bạn trải nghiệm, nó lại là một cái món quà, một món quà ở với một cái góc độ khác mà chính các bạn được ban tặng để các bạn lớn lên trong những cái vấn đề khó khăn đó. Vậy ok chưa? Do vì sao chúng ta lại thấy chúng ta không hạnh phúc? Vì sao các bạn? Bởi vì cuộc đời này chúng ta đi quá nhanh, chúng ta đi nhanh nó quá, mà chúng ta đôi lúc chúng ta không nhìn thấy ra những cơ hội, đôi lúc chúng ta không thấy những cái việc đó nó đang xảy ra trong cuộc đời mình, đôi khi chúng ta không có cảm nhận được. Chúng ta luôn bôn ba, và đặc biệt chúng ta không học được cái tính gì tính quan sát, tính lắng nghe, tính kiên trì, tính cảm nhận. Và đôi khi chúng ta không thực sự tìm kiếm một cái con đường bình an, nhẹ nhàng trong tâm hồn của mình. Chúng ta không cảm nhận được những cái hành trình đó nó đến trong cái trái tim của chúng ta. Và ok chưa? Và chúng ta cứ mãi chạy nước rút, mãi chạy nước rút. Ok chưa? Và nó làm cho chúng ta nó như thế nào ạ? Chúng ta cảm giác cuộc sống nó khó khăn ra. Và đôi khi chúng ta có rất là nhiều thứ, chúng ta cũng không thấy được cái sự hạnh phúc ngay phía ở bên trong tấm lòng của mình. Vậy thì mình muốn gửi đến các bạn một điều rằng là trong từng khoảnh khắc trong cuộc sống, trong từng khoảnh khắc trong cuộc đời, trong từng khoảnh khắc mà bạn đang đối diện, thì nó luôn cho chúng ta rất là nhiều những cơ hội. Những người thất bại, những người đang gặp khó khăn thì bạn như thế nào bạn cũng cảm nhận ra được. Điều đó là một bài học để chúng ta lớn lên. Tất cả cái điều đó đều nằm trong tay bạn, và bạn đều có quyền kiểm soát nó. Cái duy nhất một điều mà bạn phải có được trong suy nghĩ của bạn, đó là bạn luôn biết ơn những cái điều đó nó đến với cuộc đời của chúng ta. Nó đơn giản nó như vậy. Nó nhắc nhở bạn rằng khi cái giây phút mà bạn dừng lại và bạn nhắc nhở với bạn rằng là những cái điều đó nó đang đến và nó dạy cho chúng ta cái bài học gì đây, nó đang mang đến cho chúng ta những cơ hội gì đây, thì tự nhiên cái giây phút đó bạn cảm giác là bạn được dừng lại, bạn được tĩnh tâm. Ok chưa? Bạn được sống lại, và tự nhiên bạn cảm giác bạn mạnh mẽ hơn. Chủ đề hôm nay mình chia sẻ một cái đề chủ cái câu chuyện nó rất là đơn giản, nó như vậy thôi, là càng biết ơn nhiều thì bạn càng hạnh phúc nhiều. Và biết ơn đó là biết ơn trong từng khoảnh khắc một. Chào bạn Chi Phát Nguyên. Chém gió cũng nên các bạn. Không có gì bạn Chi Phát Nguyên ha. Chém gió nó cũng vui mà. Facebook ngày nay để chúng ta chém gió chứ gì nữa bạn Nguyên ơi. Nó là năm nay những cái ngày giờ phút này là những cái ngày giờ mà cuối năm rồi. Chào bạn Đặng Trí Hào. Những ngày giờ cuối năm rồi thì mong muốn các bạn hãy review lại một năm qua, những cái khoảnh khắc hồi nãy mà nói là cái nguyên nhân mà làm cho bạn hụt hơi, cái nguyên nhân mà làm cho bạn vội vã, làm cho bạn cảm giác cuộc sống bị áp lực, làm cho cuộc sống của bạn cảm giác nó rất là nặng nề, làm cho cuộc sống bạn rất là mệt mỏi, làm cho bạn không ngủ ngon được, làm cho bạn không yên tâm, những khoảnh khắc đó là bởi vì bạn quên đi nhìn lại
những bài học chúng ta đã qua, những cái chúng ta đã từng trải. Bạn dừng lại, bạn cảm nghiệm từ cái khoảnh khắc đó, bạn ghi nhận, bạn học hỏi để bạn như thế nào à? Và bạn động lại, bạn trang đầy cảm xúc và bạn vô cùng biết ơn sâu lắng trong tim mình. Và khi mà bạn nó như thế nào à, bạn cảm giác ra được điều đó, thì tự nhiên bạn cảm giác bạn rất là hạnh phúc. Và các bạn thấy một con người mà đi tìm kiếm hạnh phúc và có sự biết ơn, đó là cái con người mà họ luôn mở mắt rất là to, tai họ nghe rất là rõ, mắt họ quan sát, họ rất là tốt và họ cảm nhận ra được rằng họ có nguồn lực rất là mạnh mẽ, nguồn lực rất là dồi dào. Họ nhìn thấy rằng cuộc sống này vô cùng ý nghĩa. Họ thấy ra được cái trái tim của họ luôn được rộng mở. Chào bạn Lê Thiện, Lê Nguyễn Thị. Chào bạn Trang Nguyễn. Bạn Trang Nguyễn lòng biết ơn vận hành thông qua luật vũ trụ. Mình không biết những cái này bạn. Ok bạn, bạn lấy sách vở ở đâu ra bạn nói, mình không biết máy này. Ok chưa, mình chả biết luật vũ trụ nó là cái gì. Và khi bạn biết tận hưởng những cái giây phút đó, thì bạn sẽ sống với một cái cuộc sống. Ok chưa. Quy luật vũ trụ là gì bạn nhỉ? Mình hỏi các bạn một cái. Lòng biết ơn vận hành theo thông qua quy luật vũ trụ. Vậy mình hỏi bạn, quy luật vũ trụ là gì? Chi phối toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Ok không à? Và nếu mà trong từng khoảnh khắc đó, trong từng cơ hội đó, bạn thấy nó là một cái món quà, sự biết ơn, lòng biết ơn, nó luôn nó luôn chạm đến mọi thứ, mọi nơi trong từng khoảnh khắc của các bạn. Và khi bạn cảm nhận ra được cái điều này thì cuộc sống bạn nó sẽ rất là mạnh mẽ. Và khi cuộc sống bạn mạnh mẽ thì bạn cảm giác bạn tràn đầy năng lượng. Và khi bạn tràn đầy năng lượng thì cái điều này nó cực kỳ ý nghĩa trong cuộc sống đó. Lúc này bạn không hề sợ hãi, bởi vì cái người biết ơn là người không sợ hãi. Bạn không sợ bạo lực, bạn không có cảm giác túng thiếu. Bạn muốn chia sẻ, bạn nhận được chưa? Nó là cái người sợ hãi càng nhiều thì cái người đó là càng gì à? Càng thiếu sự biết ơn. Ok chưa? Cái sự sợ hãi là nó như thế nào ạ? Đó là do họ thiếu sự biết ơn. Cái sự lo lắng là do thiếu sự biết ơn. Cái sự áp lực tiêu cực phán xét cũng là do sự biết ơn. Luôn phán xét người khác cũng là do sự biết ơn. Và khi cái lòng biết ơn bạn nó đủ lớn thì cái hạnh phúc nó tràn đầy. Và khi hạnh phúc tràn đầy thì bạn vô cùng mạnh mẽ. Ok chưa? Nên là cảm ơn các bạn rất là nhiều khi các bạn xem live stream buổi tối hôm nay. Bạn nào mà chưa xem Facebook của mình, chưa follow thì các bạn add vào. Các bạn nào chưa share thì các bạn share vào cái chủ đề này. Những người biết ơn là những người vui sướng nhất trong thế giới này. Họ càng vui sướng thì họ càng hân hoan. Và họ càng hân hoan thì họ lan tỏa cái năng lượng hân hoan này đến nhiều người khác. Còn khi bạn lo lắng, bạn cũng vậy, bạn cũng lan tỏa cái sự lo lắng này đến người khác. Tối hôm nay là giờ này chúng ta cũng khuya rồi, thì mình chúc các bạn ngủ ngon. Và trước khi ngủ, bạn hãy cảm nghiệm cái khoảnh khắc cả một ngày hôm nay bạn đã làm được những cái gì, những cái cơ hội nào nó đến trong cuộc đời bạn, những món quà nào nó đến trong một
đời 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 bạn. À, bạn ghi nhận nó, bạn học hỏi hỏi nó, bạn biết ơn những gì chúng ta đã gặp được, ok chưa? Và bạn sẽ cảm nhận trong tim mình vô cùng hạnh phúc, vô cùng nhẹ nhàng. Và bạn làm như vậy mỗi ngày thì năng lượng bạn vô cùng mạnh mẽ. Bạn thử như vậy đi. Có nhiều người cứ nói với mình rằng là có nhiều bạn cứ nói với mình là tại sao mình luôn năng lượng vậy, bởi vì mình luôn ghi nhận những cái gì nó đến trong cái cuộc đời của mình. Mình luôn ghi nhận những cái điều nó tốt đẹp đến với cuộc đời của mình. Cảm ơn các bạn đã xem cái live stream này. Cảm ơn các bạn đã cùng nhau ghi nhận cái lòng biết ơn, cùng nhau gì à, cùng nhau để có một cái buổi tối hôm nay ngủ sẽ ngon hơn, sẽ chất lượng hơn. Bye bye các bạn. Chúc các bạn buổi tối ngủ ngon.